Vâng, Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Xin chào khách hàng, đó là anh Lê Văn Tèo, địa chỉ đường Kinh Năm, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Anh Lê Văn Tèo đặt ở điện tử Cao Phong liền một lúc 3 chiếc cục đẩy, gồm 2 chiếc cục đẩy 6 kênh và 1 chiếc cục đẩy 20 sò sắt. Thì Cao Phong sẽ làm riêng từng video một, mỗi video test sẽ đâm 1 chiếc cục đẩy cho các anh Lê Văn Tèo. Trong clip ngày hôm nay, điện tử Cao Phong sẽ test chiếc đẩy đầu tiên, đó là chiếc đẩy bãi 6 kênh DPK 5.1 hàng tuyển chọn. Rất là đẹp luôn. Anh Lê Văn Tèo là người làm nhạc sống đám cưới, các cái dịch vụ âm thanh về đám cưới, lễ hỏi và các cái buổi sự kiện. Nên là anh dùng rất là nhiều loa và nhiều súp. Nên anh đặt điện tử Cao Phong một lúc là 3 chiếc cục đẩy để anh thanh lý tất cả các dòng cục đẩy công suất nhỏ của anh. Anh đang dùng những cục đẩy 2 kênh công suất nhỏ nên anh nâng cấp lên một loạt luôn, 3 chiếc. Thì Cao Phong sẽ test sẽ đâm lần lượt từng video, mỗi video một chiếc cho anh Lê Văn Tèo. Đầu tiên là những chiếc cục đẩy 6 kênh hàng bãi Mỹ Xịn DPK 5.1. Đẹp xuất sắc luôn. Con này chất âm của nó cực kỳ là hay và rất là khỏe. Size 3U, cái mặt của nó này, các bạn nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, các bạn nhìn xuất sắc luôn. Cả từng cái nắp cũng rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn này, đẹp cả từng cái nắp luôn. Và tất cả khung sườn thẳng tắp, rất là đẹp. Con nào cũng như vậy nhá. Hàng tuyển chọn rất là xuất sắc. Nguồn cực kỳ lớn. Đấy, các bạn nhìn này, rất đẳng cấp luôn. Cái nguồn to, cao đến nóc và nằm trong một cái hộp bảo vệ rất là tốt và cầu kỳ. Đấy, quạt mát rất là, của nó rất là mát và êm. Các cái linh kiện của nó các bạn nhìn rất là đắt tiền và xịn sò. Chạy 8 quả tụ lọc nguồn. Đó, rất là phẳng và đẹp. Hàng máy móc con nào cũng rất là zin. Vâng, anh Lê Văn Tèo, địa chỉ là đường Kinh Năm, ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Xuất sắc luôn, có đẩy phải nói cực kỳ chất. 6 kênh, đẩy bãi Mỹ DPK 5.1. Rồi nhích nghe cái âm lượng lên các bác cùng thẩm âm nhé. Các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy chất lượng này liên hệ với em. Đây, đang test rất khỏe nhé. 6 kênh 1 2 3 4 5 6.